thế này, giống như cái câu chuyện mà ít nhất chúng ta nâng đến cái tầm gọi là cây cuốn này bao nhiêu đấy, triệu hai, 800 hoặc 1 triệu, thế là lên xe. Còn nếu không chúng ta nâng lên hẳn một cái tầm cao hơn nữa, cây này bao nhiêu, 1,2 triệu, ui rẻ to đẹp, 1 năm trời, lên 1 năm trời mày biết tao bao nhiêu tiền không? Lên xe đấy, chúng ta nâng lên cái vấn đề ấy, không có vấn đề đào quất mai nữa. Khi chúng ta vượt qua được từng giai đoạn rồi, chúng ta không còn cãi vã những cái chỗ ấy nữa. Thật, tôi nên tôi đóng góp cho mọi người như thế. Muốn là ví dụ chúng ta có cái kiến thức hơn, hoặc chúng ta có hiểu biết, chúng ta có tư duy hơn, thì nó giúp cho chúng ta có thu nhập. Thì tôi chả phải trong một cái tổ chức dạy làm giàu ấy, tôi được cái gì từ mọi người. Nhưng mà những thằng khác nó vẫn bảo tôi, nó phép này, Mộc Hương làm củi với năm sau làm củi. Mới đào cốt mai là văn hóa truyền thống của dân tộc, đừng có lôi những sản phẩm khác vào. Nhưng mà mẹ cứ đã thêm tí là chặt chặt chặt, xong rồi sau nó, chúng nó không bảo chặt, nó đào cốt mai nó là văn hóa truyền thống của dân tộc. Khi mà mình nôi ra những offer khác, những cái cây khác để mọi người trồng để bán Tết, gọi là cho cái người bán, cái người trồng, người bán, người mua có thêm nhiều sự lựa chọn, nó văn hóa truyền thống dân tộc. Nhưng mà đến khi mà giá nó cao hơn thu nhập một tí, người dân không mua thì là cái người bán chặt, thì là nó lại bảo là Việt Nam mình đầy những hoàn cảnh khổ mới thế nọ thế kia. Đấy, con này đi ra ngoài kia. Đấy, đại ý nó như là như vậy. Tôi kiểu mẹ gì người ta cũng nói được, nếu người ta không có nhu cầu, người ta không có nhu cầu mua, người ta không có nhu cầu để bán, người ta không có nhu cầu để tạo cái thương hiệu hoặc giúp đỡ ai trong cuộc sống, cứ đi phá thôi. Kiểu mẹ gì người ta cũng phá được. Tôi nói thật, Mộc Hương tôi thì nó bảo là củi. Còn đôi khi tôi chỉ muốn giới thiệu cho mọi người như thế, cái tầm nhìn như thế với cây Mộc Hương, chứ còn chả có cái gì tồn tại mãi mãi được. Tôi ngồi đây mai nó có ảnh rồi, biết đâu này. Chứ đừng nói là cái chuyện là 5 năm sau, 10 năm sau Mộc Hương giá nó vẫn vậy, mà hiện tại giá nó vậy. Còn cái chuyện tương lai thì ai nói dám nói trước, tôi còn chả dám nói trước. Nói thật, nhiều ông hỏi vào 5 sau nữa Mộc Hương như thế nào, thế nọ kia, mình không dám nói đâu. Mà rõ ràng mình, nếu mà mình với tư cách của người khác, mà cái như kiểu cái người bán, Mộc Hương còn trường tôn, nó còn trồng còn lâu, nó còn thơm nắng thế đó đấy, mình không dám nói. Chuyện tương lai nó là chuyện của tương lai. Nhưng những cái bọn mà nó kiến thức trong đầu không có, nó chỉ đi nổ, xong nó nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, thì nó nói chung là nó kiểu mẹ gì nó năm sau chặt, năm sau chặt. Bản thân nó đéo có, nhưng bản thân nhà nó mà trồng một cây sắn dây đi chẳng nữa, văn hóa truyền thống của dân tộc, muôn đời trồng sắn dây, nhãn của nhà tao là vô địch thiên hạ, Việt Nam là vô địch, Việt Nam vô địch. Con rồng cháu tiên, tao cũng con rồng cháu tiên đây, uống rượu là cả lít. Nhìn thằng khác nào, mẹ mày mua đồ ở đâu đấy? Thế tôi bảo là mẹ từ bao giờ mà Việt Nam con rồng cháu tiên, Việt Nam vô địch, để thành ra Việt Nam toàn nghiện mới nghèo. Nhìn đâu nó cũng tha thấy nghiện, nhìn đâu nó thấy nghèo là thế đéo nào nhỉ? Đấy, kiểu như vậy. Thực ra không có cái gì là tồn tại mãi mãi được, đến cả tôi. Mẹ bây giờ đang ngồi nói chuyện mọi người như vậy, nhưng mà ngày mai ngày kia biết thế nào? Xong rồi cứ hỏi, tôi bảo là đi mẹ tí nữa. À không, không có cái từ kia. Cái hôm mùa hè các ông cứ hỏi, tôi bảo là mẹ đến tối tí nữa ra ngồi gần cái quạt, không biết bật quạt số mấy để cho nó hợp lý bây giờ này. Cứ hỏi là năm sau nữa. Mẹ nói thật ra là có cái tư duy, có tư duy để nhìn ra năm sau nữa hoặc 10 năm sau nữa luôn. Nhưng mà cái vấn đề ấy, nói thật ra tôi chỉ định hướng cho bản thân thôi, không dám nói. Nói tôi có được cái mẹ gì đâu. Nói thật không được cái gì. Xong rồi nhiều ông lại cứ nghĩ thằng này nó thật thà thế nọ thế kia, hoặc là cái ý gọi là cái phán đoán cá nhân, gọi là dự báo thời tiết. Nhưng mà cái thâm niên học mới cả cái sở học mỗi người có hạn, không dám đầu têu như này xong rồi nói. Nó có được cái gì đâu. Nói đúng thì cũng chả được cái mẹ gì, mà nói sai thì cũng ấy. Cho nên chỉ nói cái chuyện hiện tại, giá của loại này nó đang như thế này thế này. Xong rồi thi thoảng dám nói. Còn đứng trước mặt mọi người mà nói khoảng 10 năm nữa các ông nghe đi, thì tôi kéo ông tôi lại thành nổ gà. Mẹ thành công thì không sao, chán nên có được cái mẹ gì, sao cũng chả có. Nhưng mà thất bại thì, nếu các ông chồng mà thất bại nó còn do nhiều thứ, nó do thị trường, nó do cách chồng, cách đảm các thứ. Địt cụ thằng bán giống, tổ sư thằng giang hồ mõm, chết cụ mày đi. Bố biết ngay mà, nghe này mày chỉ có bốc cám. Đấy, không được cái gì. Tốt nhất là nói những cái ý, nói thật ra là nói để cho cái tư duy thôi, còn ai nghe thì nghe, chứ còn nói về những cái mà dự đoán cá nhân, phán đoán cá nhân nó khó lắm. Thi thoảng thì có nói nhưng mà ít dám chia sẻ, nó ngại ngùng. Chào Hiền Tổ nhá, giờ này mình mua quất thôi. Cảm ơn mọi người đấy, mỗi ngày là nói chuyện vu vơ như này cũng mệt phết. Thôi cảm ơn mọi người nhá, tắt cả hai cái.